Vâng, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn một cái mẫu biệt thự vườn này, có kích thước mặt tiền là 12m, chiều sâu nhà 14m. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ tham quan toàn cảnh phía ngoài của công trình trước. Và công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp đón Tết năm 2019 này. Tôi sẽ đi vòng quanh phía ngoài của công trình trước, sau đó thì các bạn sẽ vào bên trong để tham quan cái không gian nội thất và cái vị trí bố trí các cái phòng bên trong như thế nào thì các bạn sẽ tham quan vào sau. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ở từ phía ngoài cổng trước, và các bác thợ đang hoàn thiện nốt khu vực ngoài cổng, và ở phía trong nhà thì đang đắp ghép phần trần gỗ để hoàn thiện cho ngôi nhà trong cái dịp đón Tết năm 2019 này. Các bạn quan tâm những mẫu nhà vườn này thì chúng ta hãy cùng tôi để tham quan từ phía ngoài, sẽ đi vào bên trong để cho các bạn quan sát. Hiện tại tôi đang view cho các bạn ở phía ngoài của công trình. Các bạn đứng từ phía ngoài đường thì chúng ta sẽ nhìn vào bên trong không gian kiến trúc của ngôi nhà. Từ đây thì các bạn có thể quan sát được cái phần không gian, cái cổng phía ngoài công trình là các cái trụ, và có cái không gian trống để chúng ta có thể nhìn ngắm vào bên trong của cái không gian ngôi nhà qua các cái ô trang trí phía trước ở khu ngoài cổng các bạn nhé. Hôm nay đang buổi sáng đã ốp xong cái phần sân và đang ốp tiếp cái gạch đỏ ra phía ngoài ở khu vực cổng. Và đây là hai cái trụ cổng để chúng ta đi bước vào bên trong của công trình biệt thự này các bạn nhé. Rồi, tôi sẽ đi vào bên trong để các bạn quan sát được cái toàn cảnh cái không gian của khu vực biệt thự đẹp này các bạn nhé. Rồi, đây tại vị trí này thì các bạn có nhìn thấy được cái phần mặt tiền phía trước của khu biệt thự. Đấy, các bạn nhìn thấy thì ở vị trí này thì các bạn có thể nhìn được phía dưới, và khu vực sân thì đang lát gạch đỏ các bạn nhé, để tôn lên cái vẻ đẹp của ngôi nhà. Mái màu đỏ, sân cũng màu đỏ, và ngôi biệt thự được sơn màu trắng, thể hiện sự sang trọng các bạn nhé. Đây là phía trước của công trình. Ngôi biệt thự này được khởi công từ tháng 2 năm 2018, và các bác thợ tập trung thi công để đến cuối năm 2018 thì sẽ hoàn thành để đón Tết năm 2019. Ở tại vị trí này thì các bạn sẽ nhìn phía mặt tiền phía trước, phía bên tay trái màn hình các bạn, để các bạn quan sát được cái phần trang trí phía trước của công trình. Tôi sẽ view ra phía ngoài cổng cho các bạn quan sát. Đấy, khu vực phía cổng mà tôi vừa đi đứng ngoài để view cho các bạn quan sát. Để tự tại vị trí này thì các bạn có thể nhìn được cái khu mặt tiền phía bên tay trái màn hình các bạn. Trong quá trình tôi view thì nó hơi bị giật một chút thì các bạn thông cảm. Chúng ta vẫn có thể quan sát được cái vẻ đẹp của cái ngôi biệt thự này. Tại vị trí này thì các bạn sẽ nhìn lên được cái phần trang trí phía trước của công trình. Các họa tiết hoa văn đắp rất cầu kỳ. Các bác thợ có bàn tay rất khéo mới đắp trực tiếp lên những cái họa tiết hoa văn như thế này các bạn nhé. Tôi sẽ đi xung quanh công trình để các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của công trình trước, sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong sau. Chúng ta sẽ đi xung quanh cái công trình này các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ đi ra phía bên tay phải màn hình các bạn để các bạn sẽ nhìn được cái phần mặt tiền số 2. Đây khu vực mặt tiền số 2 các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn được cái khu mặt tiền số 2. Ở đây ở phía trên tôi sẽ view lên cho các bạn nhìn. Đó, khu vực mặt tiền số 2 các bạn nhé. Sau khi sơn xong thì cái căn biệt thự này rất nổi. Chúng ta mà view nhìn từ trên cao thì hệ mái ngói màu đỏ và sân lát gạch đỏ, tường thì sơn màu trắng nổi bật, và phía bên trong thì nền thì ốp gỗ, trần cũng là gỗ pơ mu các bạn nhé, đều là gỗ pơ mu hết, cửa thì là gỗ lim. Không gian biệt thự sẽ sử dụng hết các phần gỗ, cầu thang cũng là gỗ pơ mu các bạn nhé, vào rất thơm. Thì các bạn có thể quan sát toàn cảnh không gian phía ngoài của công trình. Sau đó thì phần phía bên trong thì tôi sẽ đi vào bên trong. Đây là khu vực mặt tiền số 2 của công trình. Công trình có hai mặt tiền các bạn nhé. Đây là mặt tiền số 2. Và cái sảnh hiên số 2 thì cũng bước 5 bậc thì chúng ta thì bước vào khu vực phòng khách các bạn nhé. Đấy, đây là khu vực sảnh số 2. Từ view trên các bạn quan sát này. Các ô cửa tầng trên thì cuốn vòm thể hiện sự sang trọng. Cuối cái khu vực mặt tiền số 2 này thì các bạn sẽ đi đến khu vực bếp của công trình. Chúng ta nhìn thấy cái bậc bếp ạ. Đấy, đến phía cuối này cái bậc bếp chúng ta sẽ mua thức ăn đi dọc cái lối hành lang này lên đến bếp này. Đó, tôi view lên trên cho các bạn nhìn một lượt nữa khu vườn trang trí ở mặt tiền số 2 của công trình. Các bạn có thể quan sát cái bậc khu vực bếp của cái căn biệt thự này. Thì khi các bạn mua thức ăn thì chúng ta đi vào cái phía hướng này thì các bạn sẽ để đồ ăn. Chúng ta mua các cái thực phẩm thì đi vào không gian bếp ở phía sau của căn nhà để khi nấu nướng sẽ không ảnh hưởng đến cái không gian phía trước của công trình. Các bạn nhìn cái không gian đổ mái bằng đứng sau khu biệt thự này. Đấy là không gian bếp các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ chúng ta quay trở lại phía đằng trước để chúng ta đi theo cái hướng mặt tiền phía trước để chúng ta đi vào trong nhà. Để tôi sẽ view các bạn cái phía mặt tiền số 2 này để các bạn quan sát thôi. Còn tí nữa chúng ta sẽ đi trực tiếp vào cái hướng mặt tiền phía trước, mặt chính của công trình để quan sát từ phía bên trong không gian nội thất bố trí các phòng bên trong như thế nào và khu vực tầng 2 bố trí các cái phòng như thế nào thì mời các bạn. Chúng ta sẽ di chuyển ra phía mặt tiền phía trước, mặt tiền số 1 của công trình này nhé. Rồi tôi vẫn view lại cho các bạn quan sát các họa tiết hoa văn trang trí ở khu vực mặt tiền số 2. Rồi mời các bạn chúng ta sẽ di chuyển ra một khoảng sân rất rộng ở phía trước của công trình. Hôm nay thợ sẽ hoàn thiện nốt trong ngày hôm nay, sẽ ốp hết cái phần sân phía đằng trước và ra đến phần ngoài cổng. Công trình đang đẩy nhanh gấp rút tiến độ để hoàn thành trong dịp Tết đón xuân năm 2019 này. Rồi các bạn đã ra phía ngoài mặt tiền số 1 công trình. Tại vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được cái không gian mặt tiền phía trước của công trình. Tôi sẽ view lại một lần nữa cho các bạn quan sát. Các họa tiết hoa văn đắp ở khu vực mặt tiền phía số 1 rất là cầu kỳ các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong của công trình này. Mặt tiền phía trước của công trình là kích thước là 12 m, chiều sâu nhà là 14 m. Mặt tiền nhé, mặt tiền rộng 12 m, chiều sâu 14 m. Thì tầng 1 gồm có một phòng thờ, một phòng khách, khu vực cầu thang và một phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung, và phía đằng sau là khu vực bếp các bạn nhé. Phía sau là khu vực bếp. Đây là khu vực tầng 1. Tầng 2 thì bố trí không gian là 3 phòng ngủ và một phòng ban công. Ở trên khu vực phòng thờ sẽ là ban công. Vì phòng thờ đặt ở dưới tầng 1 các bạn nhé. Đây là cái khu vực để trồng cây cảnh này, chỗ cái cột sảnh số 1 của công trình. Đây tôi view các bạn. Các bạn sẽ bước 5 bậc để chúng ta lên vào lên trên của cái sảnh. 5 bậc các bạn nhé, chúng ta bước 5 bậc lên đây. Chúng ta sẽ lên cái sảnh hiên số 1. Đây là cái sảnh số 1 của công trình. Sảnh số 2 phía bên kia thì các bạn nhìn thấy cũng có 5 bậc. Đây tôi view cái phần cột cho các bạn quan sát này. Khu vực sảnh hiên số 1. Phần trần phía trên trang trí là các bạn quan sát. Đây là cái cột số 2 tiếp theo. Ở phía khu vực phòng thờ thì có 2 cái cột các bạn nhé, trang trí, và phía trên là cái họa tiết hoa văn đắp rất cầu kỳ. Rồi từ đây thì các bạn, tôi sẽ review vào bên trong để các bạn nhìn cái khu vực bên trong đang ngổn ngang các cái phần lắp ghép phần gỗ hoàn thiện cho các bạn. Tại vị trí này thì các bạn có thể view được ra phía cổng phía ngoài của công trình và nhìn thấy khu vực sân rộng rãi thoáng hết ở khu vực phía trước của công trình các bạn nhé. Đây các họa tiết họa văn đắp phần cột. Và bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ đi vào bên trong nhé. Các bạn là toàn bộ khu phía bên trong này là khu vực phòng khách hết này, rất rộng luôn các bạn nhé. Một nửa không gian nhà sẽ là khu vực phòng khách. Đấy, các bạn quan sát cái hệ trần làm bằng gỗ pơ mu hết các bạn nhé. Rồi phía bên tay trái màn hình các bạn là khu vực phòng thờ. Thì bây giờ mời chúng ta sẽ vào quan sát khu vực phòng thờ. Ở khu vực phòng thờ này thì các bạn quan sát có 2 cái cột cũng ốp hết gỗ pơ mu các bạn nhé. Để các bác thợ đang hoàn thiện nốt các cái công đoạn ở phần gỗ các bạn nhé. Đây còn chi tiết để treo lên trên. Đấy các bạn, đài sen. Đây là khu vực phòng thờ. Đấy là khu vực treo cái đèn chùm ấy, các bạn nhé. Trang trí ở khu vực phòng thờ. Đấy, từ phòng thờ có cửa chúng ta có sổ view, chúng ta nhìn ra phía trước của công trình. Đây cái vực phòng thờ đấy các bạn nhìn. Được trang trí hết bằng gỗ các bạn nhé. Các họa tiết hoa văn đều trang trí hết bằng gỗ. Các cái cột đều ốp gỗ luôn các bạn nhé, gỗ pơ mu. Ở khu vực phòng thờ thì các bạn nhìn trang trí họa tiết là cuốn vòm. Sau này sử dụng cái khu vực đấy là khu vực rèm hạt cườm nhé, để trang trí tách cái phòng thờ đấy các bạn nhìn. Đây các cái họa tiết hoa văn của cái cột. Cột được kích thước là 45 nhé, nhân 45 rất to. Khi ôm gỗ vào các bạn quan sát. Thì các bạn nhìn cái phần trang trí họa tiết của khu vực phòng thờ của gia đình. Từ phòng thờ này thì các bạn đi ra khu vực phòng khách. Thì gia đình đã ưu tiên cả một nửa không gian nhà để làm phòng khách. Phòng khách rất rộng rãi luôn. Và các bạn nhìn cái họa tiết hoa văn phần phía trên của công trình đều là bằng gỗ pơ mu các bạn nhé. Đấy, các bác thợ đang bước vào giai đoạn lắp ghép hoàn thiện khu vực hệ trần phía trên. Đấy, các bạn quan sát tiếp ở sau khu vực cầu thang, phòng thờ đến cầu thang này, và phía này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ. Tầng 1 là có một cái phòng ngủ đấy các bạn nhé. Thì mời các bạn cùng tôi vào tham quan khu vực phòng ngủ này. Phòng ngủ này có nhà vệ sinh khép kín luôn các bạn nhé. Ở phía cuối. Đấy, cuối này là khu vực nhà vệ sinh luôn này. Phòng ngủ có cái diện tích là 16 m² các bạn nhé. Đấy, khu vực vệ sinh khép kín bên trong. Phía trần trên đều ốp bằng gỗ hết các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ quay trở ra. Ở dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ này, có nhà vệ sinh khép kín, và ở bên cạnh phòng ngủ sẽ là một cái phòng vệ sinh chung. Đây là nhà vệ sinh chung này. Đấy, sau phòng ngủ này. Và tiếp theo nữa là chúng ta đến khu vực không gian bếp. Đây không gian bếp của gia đình. Không gian bếp này các bạn vừa quan sát phía ngoài thì đồ trên là đủ máy bằng các bạn nhé. Đó, không gian bếp. Và từ cái không gian bếp này chúng ta có cửa, chúng ta bước lên khu vực phòng khách, đến nhà vệ sinh, phòng ngủ, cầu thang, và tiếp theo là đến phòng thờ. Để không gian phòng khách rất rộng rãi các bạn nhé. Rộng rãi và thoáng luôn. Khi các bạn đi vào trong nhà cảm giác như là không gian mọi cái để mở hết các bạn nhé. Các bạn quan sát lại các phần hệ trần trang trí, sau đó chúng ta sẽ cùng tôi lên trên khu vực tầng 2 các bạn nhé. Ở khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ bước các bậc đều là bằng gỗ pơ mu, thơm lừng các bạn nhé. Đó. Mời các bạn chúng ta bước lên trên khu vực cầu thang lên tầng 2 để quan sát cái không gian bố trí các cái phòng ở trên khu vực tầng 2. Thì tại vị trí này thì các bạn chúng ta cùng tôi bước lên trên. Khi các bạn bước lên tầng 2 thì cái phần khoảng không đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy một khoảng không rộng, khu vực sảnh. Từ vị trí này thì đi thẳng ra thì chúng ta đến khu vực sảnh số 2 ở trên tầng trên các bạn nhé. Đây là không gian sinh hoạt chung. Và cầu thang vẫn bước lên trên khu vực tầng trên, tầng mái phía trên đấy các bạn nhé. Ở tại vị trí này chúng ta nhìn thấy hai cái cửa. Ở phía bên tay trái màn hình các bạn là hai cái cửa, một cửa đến vào khu vực phòng ngủ, và phía bên tay phải có hai cái, có lối hành lang, chúng ta có hai cái phòng ngủ. Thì ở phía mặt trên phía trước chúng ta đến cái phòng ngủ rất rộng ở khu vực ở tầng dưới nên là khu vực phòng khách ấy. Đó, rất rộng. Đây các đội thợ thi công phần gỗ đang làm nốt các cái công đoạn. Và ở phía trần thì vẫn ốp gỗ các bạn nhé, gỗ pơ mu. Mời các bạn chúng ta sẽ đi ra khu vực phía ngoài, chúng ta khám phá tiếp không gian tiếp theo của công trình. Đây là cầu thang để chúng ta bước lên trên khu vực mái phía trên. Mời các bạn sang cái phần khu vực sảnh. Đây là khu vực sảnh ngoài. Ở phía dưới là khu vực phòng thờ các bạn nhé. Đại đội thợ sơn đang quét sơn hoàn thiện khu vực sảnh phía ngoài ở trên tầng 2. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong không gian nhà để chúng ta chính thức khám phá không gian 2 phòng ngủ còn lại của công trình. Đây là phòng ngủ số 2 trên tầng 2 các bạn nhé. Phòng ngủ rất rộng, có 2 cửa sổ cuốn vòm và trên trần thì vẫn ốp bằng gỗ hết, gỗ pomu các bạn nhé. Đấy, 2 cửa sổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái phòng ngủ số 3 trên tầng 2. Phòng ngủ số 3 này thì ở phía cuối cũng giống như ở dưới tầng 1 thì cũng có khu vực nhà vệ sinh các bạn nhé. Và vẫn theo cái tip ở trên là ốp gỗ hết, phần trần là gỗ pơ mu. Đây là cửa sổ các bạn nhé, làm bằng gỗ lim Nam Phi. Đây là cửa khu vực nhà vệ sinh trong phòng các bạn nhé. Thì không gian phòng ngủ này, nhỏ hơn bằng với không gian phòng ngủ phía dưới, diện tích là 16 m². Giờ chúng ta sẽ đi ra phía ngoài. Ở phía ngoài này có khu vực nhà vệ sinh chung các bạn nhé. Cửa khu vực nhà vệ sinh chung. Và cũng theo thiết kế ở dưới cũng có khu vực nhà vệ sinh chung như thế các bạn nhé. Và đây là cái khu vực phòng tắm. Đấy, có cái cửa kính để chống bắn nước ra ngoài các bạn nhé. Khu vực phòng tắm của gia đình. Ở trên tầng 2, đây là khu vực phòng tắm chung ở trên tầng 2. Dành cho 2 phòng ngủ còn lại trên tầng 2. Đây là cái ban công phía ngoài để chúng ta phơi quần áo. Từ đây các bạn thì view được cái phía mái bếp của công trình phía dưới đấy. Và mời các bạn chúng ta sẽ nhìn lên trên và chúng ta quay trở lại phía ngoài. Vào trong thì các bạn nhìn toàn bộ không gian kiến trúc bên trong. Đây là phòng ngủ số 3 này. Rồi tiếp theo phía bên tay trái đây là phòng ngủ số 2. Rồi đến cái khoảng không sinh hoạt chung, ra cái khu vực ban công, khu vực sảnh phía ngoài, sảnh số 2 của công trình. Để các bạn nhìn quan sát cái phần trang trí, cái họa tiết hoa văn phía trên các bạn nhé. Đó, các họa tiết hoa văn phía trên. Chúng ta quay trở lại cái không gian của công trình và mời các bạn chúng ta sẽ bước lên trên cái tầng mái phía trên nhé. Đây 2 phòng, phòng ngủ này và một cái phòng tập thể dục buổi sáng hay khu vực sảnh hiên khu vực tầng 1. Và mời các bạn bước lên trên cái phần cầu thang để chúng ta quan sát hệ mái phía trên. Hệ mái phía trên này nếu chúng ta vẫn tận dụng làm phòng ngủ và phòng sinh hoạt trên này vẫn được các bạn nhé, vì mái trên là đổ mái bê tông rồi. Hiện tại thì gia đình đã về nhà mới và trên này thì cũng để khu vực bàn thờ phía trên này. Đấy, các bạn quan sát phần mái phía trên của công trình. Ở đây chúng ta vẫn có thể tận dụng được cái giường ngủ, phòng ngủ nhé. Đấy, các bạn có thể chia được không gian, chúng ta vẫn để được phòng ngủ ở trên tầng trên. Phía trên này thì vẫn tận dụng được 2 phòng ngủ các bạn nhé. Mời các bạn chúng ta sẽ quay trở lại phía dưới của công trình. Vừa tận dụng làm phòng ngủ và chúng ta tận dụng để không gian để đồ nhà kho ở trên tầng mái, áp mái phía trên. Mời các bạn chúng ta quay xuống dưới công trình. Đấy là khu vực tầng mái phía trên các bạn nhé. Tôi view lại tại vị trí này thì các bạn nhìn thấy khu vực tầng mái. Rồi chúng ta sẽ xuống khu vực tầng 2 này. Đấy, thẳng ra cái phía cửa kia là cái khu vực ban công này. Bên này là một phòng ngủ và một khu vực ban công tầng 1, thẳng ra ban công tầng 2, và phía bên này là hai phòng ngủ số 2 và số 3. Và chúng ta có cái không gian phơi đồ phía ngoài. Thì trên tầng 2 cũng có hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh trong phòng và một nhà vệ sinh phía ngoài. Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tôi bước xuống phía dưới của công trình và đi ra phía ngoài của công trình nhà biệt thự này để ngắm lại một lần nữa. Rồi các bác thợ gỗ vẫn làm miệt mài để công trình đảm bảo tiến độ bàn giao cho gia đình trước Tết 2019. Rồi tôi đang di chuyển ra phía ngoài để các bạn quan sát. Đây dưới khu vực tầng 1 là khu phòng khách các bạn nhé. Phòng khách rất rộng rãi, thoáng, thoải mái luôn các bạn. Về mặt không gian bố trí. Rồi tôi đang ra vị trí này thì các bạn sẽ ngắm lại toàn cảnh không gian mặt tiền phía trước của công trình một lần nữa. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để nhận được những video mới nhất về những không gian mỗi nhà đẹp. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống.